ngày 28 tháng 9, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ một đối tượng chuyên cởi hết quần áo trước khi cắt, cậy cửa để vào nhà nạn nhân trộm đồ. Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 26 tháng 9, Huỳnh Văn Tâm, 71 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đi xe khách từ bến xe miền Tây về huyện Cai Lậy. Khoảng 1 giờ ngày 27 tháng 9, Tâm cậy vách tôn, đột nhập một tiệm lạp xưởng ở xã Mỹ Thành Nam, trộm 4 điện thoại di động. Sau đó, Tâm đón xe khách về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tâm bị lực lượng trinh sát đi cùng xe khách khống chế, bắt giữ kèm tang vật. Bước đầu, Tâm khai đã thực hiện nhiều vụ trộm khác ở các tỉnh miền Tây. Số tài sản trộm được, Tâm bán cho người đi đường ở thành phố Hồ Chí Minh nên không biết tên và địa chỉ. Theo cơ quan công an, Tâm có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt 22 năm tù. Khi chọn được địa điểm, Tâm cởi hết quần áo trước khi cắt cậy cửa sổ hoặc cửa sau để đột nhập vào nhà. Chiếm đoạt được tài sản, tầm ra ngoài mặc lại quần áo và đón xe khách về thành phố Hồ Chí Minh, bán lấy tiền tiêu xài.